Sáng ngày 21 tháng 5, tại trụ sở Bộ Y tế Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ mua vaccine phòng COVID-19 của ngành ngân hàng. Dự buổi lễ có giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank; đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietinbank, cùng đại diện các đơn vị tham gia tài trợ, tham dự sự kiện. Tại lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảm ơn các ngân hàng, doanh nghiệp đã nhiều lần ủng hộ kinh phí cho công tác chống dịch, đặc biệt là việc kịp thời trao hỗ trợ để mua vaccine hôm nay. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến nay Việt Nam đã nhận được gần 40 triệu liều vaccine, đang tiếp cận các nguồn khác để có khoảng 100 triệu liều vaccine. Đồng thời, trong năm 2021, cố gắng có 150 triệu liều vaccine để tiêm rộng rãi trong cộng đồng. Đây là mục tiêu quan trọng để Việt Nam chuyển từ phòng ngự sang tấn công, kiểm soát dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đồng hành cùng chính phủ, ngành ngân hàng nói chung, Vietinbank đã có nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính từ năm 2020 đến nay, ngành ngân hàng, trong đó có Vietinbank, đã dành hơn 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng. Đặc biệt, tại sự kiện này, 4 ngân hàng thương mại, trong đó có Vietinbank, đã trao tặng số tiền 25 tỷ đồng kinh phí mua vaccine cho Bộ Y tế. Vietinbank mong muốn bằng những đóng góp của mình, Việt Nam sẽ có được nguồn lực dồi dào để phòng, chống và từng bước đẩy lùi dịch COVID-19, sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.